Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và ngày nào cũng vậy, ở khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ hàng buổi tối hàng ngày, em lại lên sóng báo giá cho bà con một lô máy nha các bác. Vâng, máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, bát phát cước, giày đeo, típ mở buji và mở đầu ra, lục giác để vặn cái tay cầm. Hình thức mua bán thì không phải cọc, và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Các bác nào yêu cầu lưỡi dao tròn thì các bác mua thêm, hoặc là các bác đổi dao tròn lấy dao vuông hoặc dao tròn lấy bát phát cước. Các bác chịu khó viết vào tin nhắn giúp em nhá, để cho thợ đóng hàng. Khi thợ đóng hàng, thợ nhìn vào tin nhắn của bác ấy, nó đóng hàng thì nó chuẩn hơn nhá, đỡ tránh trường hợp bị quên ạ. Và lô máy hôm nay thì ở cái phân khúc rẻ có, trung bình có, loại đắt tiền có, mà cái loại gọi là chém đắt cũng có nha các bác. Đều đến có một con đến từ thương hiệu Honda. Vâng, xuất sắc nha. Vâng, với những con này thì không có điểm chê đâu ạ. Vâng, đặc biệt hôm nay có một con Mitsubishi TL33 trục giật trợ lực le tay đỏ, không có một điểm gì chê hết ạ. Mitsubishi TL26 và một con Maru Jangma 26cc sắc lớn ạ. TB26 đến từ thương hiệu Mitsubishi, TU26, TL26. Echo hôm nay góp mặt một em Echo 260. Và Mitsubishi TBE24 đời cao nhất của dòng Mitsubishi. Và một phiên bản Mitsubishi TL231. Vâng, Maru hôm nay có Maru 23, Maru 20. Và một con Robin 255 25cc nha các bác. Và một con Robin Cup. Và các bác làm công việc gia đình thì các bác chọn những thương hiệu 20, 23cc, công suất cỡ nhỏ, cỡ vừa vừa. Đó, còn các bác nào mà xài công việc gia đình mà xài nhiều nhiều tí, các bác có thể chọn những con 26cc nha. Còn cao hơn nữa, ví dụ cày cã, đó, phát cước, đập cước thì các bác chọn những con trên 30cc. Đó là cái số cc, là số tính công suất máy nha các bác lưu ý. Tùy từng địa phương, có địa phương tính sức ngựa, có địa phương tính cc, có địa phương tính nòng hơi. Đó, ví dụ như các bác ở một số tỉnh miền Tây ấy, các bác để tính ngựa cơ ạ. Đó, ví dụ như GX25 ấy ạ, nó là ngựa 1, GX35 nó là ngựa rưỡi, như con TL33 ấy, nó được ngựa 4. Đó. Hoặc là những con này nó chưa được một ngựa đâu này, nếu mà tính ngựa là chưa được một ngựa nha. Đó, 20cc chưa được ngựa, nó tầm khoảng 22cc là một ngựa đấy ạ. Vâng, và trước khi review từng con một như mọi khi ạ, sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt nha các bác. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng mình bơm xăng ạ. Vâng, video đầu video nào em cũng sẽ hướng dẫn cách sử dụng nha, tại vì ngày nào em cũng phải đơn hàng một ngày 20-30 đơn, ngày nào cũng khi đơn hàng với các bác ấy, ít nhất phải có một hoặc hai bác là chưa biết cách sử dụng đâu ạ. Kể cả ráp dao, kể cả đeo cái dây đeo, một cái bóc đeo này cũng có bác cũng phải hỏi, nên là những bác nào mà xem quen rồi thông cảm ạ. Lúc nào em bỏ ra 1-2 phút đầu video để hướng dẫn cho các bác nha. Rồi tùy theo từng cái ne nha, các bác bơm xăng rồi, tất cả những con bình xăng dưới đều phải bơm xăng hết, có một cái núm bơm xăng, có cái núm nó ở bên cạnh này, có cái nó ở dưới, đa phần nó ở dưới như vậy nha. Và có một số thì nó ne đỏ tự động thì các bác chỉ cần ấn vào thôi, khi nào nổ ấy các bác ga lên tự khắc nó bật lại đó. Còn những cái ne ở bên tay phải này các bác gạt lên nổ rồi thả xuống, ne bên tay trái bắt đầu nổ cho xuống nổ rồi nhấc lên nha các bác, rồi giật nổ. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình bơm xăng đóng ne về ạ. Còn bây giờ nó nổ rồi ạ, không cần bơm, không cần đóng nữa, nhẹ cái nó nổ thôi. Vâng, nhớt thì các bác pha tỷ lệ 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những dòng nhớt thông thường. Bên cửa hàng em cũng có bán nhớt nhá, một chai nhớt đỏ này, chất lượng. Em bán 100.000 đi kèm theo cái máy nha các bác. Những dòng 4 thì hôm nay có một con thôi ạ, cái con số 14 ấy ạ thì xăng không pha nhớt. Vâng, nôi này nó chữ Y nha các bác lô nhớ lưu ý, lô chữ Y ngày 17 tháng 3. Đó, bác nào chốt con nào, tời đi tờ lại con đó coi, nhắn tin hoặc là gọi điện hoặc là kết bạn Zalo đến hai số điện thoại em vừa nói trên đó. Đó, để đặt hàng nha các bác. Lưu ý các bác bình luận trên kênh ấy, ví dụ các bác bình luận trên kênh bảo chốt trên kênh ấy, là em không chốt trên kênh nha. Có một số bác ấy ạ, tôi chốt Y5 hoặc Y6 chẳng hạn ở trên kênh nha. Tại vì một cái video ít nhất một ngày, một cái video của em có 2.000 người cơ ạ. Các bác chốt đấy em chả biết là ai cả.
đó, em có số điện thoại đó, số điện thoại có Zalo đó, đó, trước khi các bác chốt em sẽ chụp hình ảnh cho các bác một lần nữa, đó, chứ em không quay lại nhá, không có thời gian quay lại, chụp hình ảnh để cho các bác xem lại nữa, các bác chốt thì ghi địa chỉ số điện thoại người nhận, đó, và mỗi vậy thôi, đơn giản là vậy thôi ạ, rồi sau khi nhận rồi kiểm tra máy thì giao tiền cho nhân viên giao hàng, rất đơn giản nha các bác. Và con đầu ngày hôm nay, i1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Makita nha các bác. Một con công suất cỡ nhỏ, 20cc lòng 30 ly, tum liên, chế bơm xăng tự động, ne đỏ tự động. Vâng, với tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 1.150.000 đồng. Đó, công suất cỡ nhỏ, nhỏ nhẹ nha các bác. Và hôm nay có một bác bom hàng cái đơn này này. Đó, lý do tay ghi đông nhỏ, con này ghi đông to rồi. Đó, máy nhỏ nó phải đi ghi đông nhỏ. Nói thật với các bác nào mà thích ghi đông to, nói chung mà có một số ít thôi ạ, cái số đấy không có nhiều đâu, cái số đấy thì chắc khả năng là không mua được cửa hàng nào đâu ạ. Một khi cửa hàng Thành Thịnh đã không chiều nổi thì khả năng là không có một cửa hàng nào chiều nổi đâu ạ, tại vì chẳng các bác xem YouTube nhiều các bác cũng đã biết ạ. Kênh của em không phải là kênh là hàng đẹp số 1, nhưng nó cũng phải nằm ở trong top đầu. Chê những con máy của em xấu thì chắc khả năng là không có cửa hàng nào đáp ứng được cho các bác đâu ạ. Một số kênh, những cái ông mà hay là bán những cái dòng Mitsubishi như em này, mà nó hàng đẹp đấy, nói thật chẳng giấu gì các bác, nó cũng từ nào nó đào tạo từ Thành Định mà ra thôi. Đó, có một số bác cũng gọi điện cho em nói xấu nó, rồi nó gọi điện cho nó ngược lại nói xấu em. Nói tóm lại là một số kênh nó cũng là từ nào đào tạo của Thành Định ra đấy ạ. Những cái ông nào các bác cứ để ý nhìn bán Mitsubishi nhiều, những cái dòng máy mà em hay bán đấy này, mà có khả năng máy đẹp hơn em là có đấy ạ. Đó, bằng hoặc đẹp hơn đấy, đó là cũng nào đào tạo như em mà ra thôi. Vâng, từ nãy giờ nói hơi nhiều. i1 giá 1.150.000 đồng nha. Bác nào yêu cầu cái gì, đó, thêm cái gì, đó, nó là như thế vậy, thì các bác phải nhắn tin lại nha. Đó, em quay như thế vậy, em chắc chắn là em sẽ gửi như thế vậy thôi ạ. Với tiếp tới con số i2 ngày hôm nay, các bác thích một con thương hiệu đời cao hơn mà đến từ thương hiệu Marujama, nó đắt nhỉnh hơn 100.000 so với Makita, cũng 20cc lòng 30 ly, công suất cỡ nhỏ nha. Vâng, rất đẹp rồi. Tình trạng con này cũng rin hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 1.250.000 đồng, 20cc lòng 30 ly, công suất cỡ nhỏ nha các bác. Vâng, i2 giá 1.250.000 đồng. Với cái dòng máy bãi Nhật Bản ấy ạ, nó về Việt Nam rất nhiều và nó rất đa dạng giá cả nha. Các bác mua mấy trăm nghìn cũng có, mà các bác mua đến 4 triệu một cái cũng có nha. Sắp tới có một con nhà em chắc tầm 4 triệu 1 đấy ạ. Nó thực hệ quá đắt tiền. Đó, các bác phải biết đơn giản các bác có chọn hàng máy cỏ này, các bác phải biết được những cái hàng nào là hàng phát chuyên nghiệp và những cái dòng nào là dòng phát gia đình nha, và những con đời cao, đời cổ. Và hiện tại các bác cũng phải biết, nên biết những con nào mà mới hơn con nhà em khẳng định nhé các bác. Đó, các bác là phải biết được là con nào Trung Quốc xuất Nhật đấy cả. Và các kênh khác có một số kênh ạ, họ bán đa phần họ bán những hàng Trung Quốc xuất Nhật. Vâng, nói họ nói là hàng Nhật bãi thì cũng đúng thôi ạ, tại vì người Nhật sử dụng mà. Nhưng mà nó là hàng Trung Quốc xuất Nhật, nó cực kỳ mới nhá, và giá thành cực rẻ. Đó, các bác phải biết được cơ ạ. Và tiếp tới là con số i3 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Robin, một con Robin NB255, 25cc lòng 34 ly, với phiên bản chế Gomro, chế rin, tum rời, tum nhôm nha các bác. Những cái dòng Robin này thì cũng là tum thông dụng bố côn 260 nha các bác. Công tác đây này. Vâng, với tình trạng rin nguyên bản hết. Và giá của em này sẽ là 1.600.000 đồng nha. Ở cái phân khúc 1.600.000 mà có được một con tum rời, tum nhôm, có thể gắn máy xịt thuốc ạ. Đó, là những cái con này nó thuộc cái hệ dùng là dòng trung bình tiền thôi ạ. Nó cũng không phải là dòng đắt đâu. Xài rất ok nha. Và thiết kế của này cực kỳ nhỏ gọn nha. Đó, các bác có thể so sánh với con 23cc của Marujama này. Đó, nó cũng chỉ bằng thôi. Em cho các bác so sánh. Đó, nó chỉ bằng hai con bằng nhau nha. Các bác thích nhỏ nhẹ mà thích 25cc các bác chọn nửa con này này. Cực kỳ nhỏ nhẹ, tiết kiệm xăng, xài rất ok nha. Cái máy còn rất cứng nhá.
dân thợ gọi là robin cổ ngỗng này các bác ạ. Đó, cái cổ này nó cao này, đó, cái bình xăng nó cao nên là người ta gọi là robin cổ ngỗng nha các bác. I3 1.600.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Và tiếp tới con số I4 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Marujangma 23cc lòng 32 ly. Tất cả những con Marujangma con nào cũng đời cao hết nhá, và người ta thiết kế nhỏ gọn. Ở cái phân khúc giá tiền thì nó ở phân khúc cỡ trung bình, cỡ khá khá thôi ạ. Cái Marujangma thì nó không phải dòng đắt tiền, nó không phải dòng đắt lắm, nhưng mà nó vừa túi tiền, hợp lý. Đó, máy móc cũng tương đối ổn định nhá. Vâng, với con này đang sử dụng tum rời tum nhôm, rất đẹp nha các bác. Cái tum nó còn trắng tinh nha. Công tác đây. Tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Giá của em này hôm nay sẽ là 1.550.000 đồng, một con Marujangma tum rời tum nhôm 23cc lòng 32 ly ạ. Bơm xăng lên. Có 1.550.000 đồng cho con số I4 ngày hôm nay nha các bác. Và các bác thích những con hàng hệ vừa túi tiền thì các bác chọn lựa con số I5 ngày hôm nay. Con hàng hệ Pháp chuyên nghiệp Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly với phiên bản trục giật thường chế Guamaro, le đỏ tự động, chế rin nha các bác. Tum liền. Đó, con này thì nó cái chốn vỏ này hơi xấu xấu một tí đi thôi, không ảnh hưởng đến máy, còn nhìn chung rất đẹp nha. Cái phiên bản này sử dụng rất ok nha các bác, nó có trục giật, không phải trục giật trợ lực mà nó có cái van xả trợ lực nha. Khi các bác giật muốn nhẹ, các bác ấn cái nút vào này giật gần như là mất hơi ạ, nhẹ nhẹ thôi đó, gần xì. Và khi nó nổ rồi ấy, tự cái này nó bung lên, nó là bắt đầu nó nặng nha. Đó, ví dụ các bác bơm xăng này, rồi nghe đỏ tự động này đó, rồi ấn nút này vào rồi giật nổ rất nhẹ, ai giật nổ đó cho nó bật lên nha. Rồi ga lên nghe đỏ tự bật lại, nó toàn tự động hết nhá, rất xịn sò. Đã sử dụng tay ga giữ, đã bỏ chặt đá đi hết cho các bác. Và giá của em này ngày hôm nay sẽ là 1.750.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL231. Cái gì cũng tự động hết nhá, le đỏ tự động này, tự động quá xịn sò, tua cực kỳ nhanh luôn. Vâng, tiếp tới con số I6 ngày hôm nay, các bác thích một con đời cao của dòng Mitsubishi, các bác chọn lựa con số I6 ngày hôm nay, một con Mitsubishi TBE, đời TBE nha các bác. Đời TBE là đời cao nhất của dòng Mitsubishi. Với những cái thương hiệu này thì con nào nó cũng đẹp, chả con nào xấu hết ạ. Tại vì nó sản xuất cách đây tầm khoảng cùng nắm là 6 năm trở lại đây thôi ạ. 24cc lòng 32 ly với phiên bản trục giật trợ lực bằng lò xo, giật cũng rất nhẹ nhàng nha. Chế Guamaro, hai họng xăng. Đa phần dòng Mitsubishi TBE 100% ấy, không phải đa phần đâu ạ. Đời những cái đời từ TLE giờ đi, người ta thiết kế chế hai họng xăng, đây có một họng này, đây một họng này. Đó, chế Guamaro, hai kim này. Ga ngang, tum liền nha các bác. Và với những con đời cao này chắc chắn rồi, tay ga nó phải xịn sò nha. Những con đời cao bữa nay là toàn thiết kế những tay gồ hộp về này. Đó, cực kỳ xịn sò. Vâng, đầu vòng ngực chúng vẫn cỏ. Cái bộ cần và cái đồ tay ga của những dòng đời cao này các bác không phải chê điểm gì đâu ạ. Cái gì nó cũng nhìn nó cũng đẹp ạ. Và với thương hiệu này nó chỉ có giá là 1.600.000 đồng nha. Làm công việc gia đình thôi ạ. Đó, những cái đời này thì các bác làm công việc gia đình vừa phải thôi. Còn cày cã mà vắt thuê vắt khoán những cái đời này nó không chịu được nhiệt đâu. Đó, phù hợp cho những cái bác nào cao tuổi, chị em phụ nữ. Đó, phát vừa phải, nhẹ nhàng, dễ lổ thì các bác chọn con số I6 ngày hôm nay nha, 1.600.000 đồng, Mitsubishi TBE 24cc nha các bác.
lúc buổi sáng ra nhiều con máy bị xăng dưới này, nó có hiện tượng ò như vậy là cái trường hợp chiếu xăng nhé các bác. Đó, các bác nhấp cái này như thường thợ như em này. Đó thì nó nhanh lên xăng hơn nhá. Và lúc nó chưa lên xăng như vậy giật tầm 3-4-5 cái nó xuống xăng rồi, các bác phải giật tầm đó đấy ạ. Và khi bây giờ nó nổ ấy ạ, các bác chỉ cần một tua những cái dòng này này, cần một tua thôi ạ, nhẹ nó này thôi ạ. Đó, ông này khả năng ông giật vẫn khỏe, chỉ cần một tua này. Đó, chỉ cần một giây thôi. Đó là nó sẽ nổ nha các bác. Vâng, i6 1.600.000 đồng ạ. Vâng, tiếp tới i7 ngày hôm nay giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Echocurit. Đây là cũng là phiên bản phát chuyên nghiệp nha các bác. Vâng, con này 260, 26cc lòng 34 ly. Phiên bản này đồ thay tháo rất nhiều nha các bác. Đang sử dụng chế bơm xăng tự động này, chế quả ga, tum nhôm, tum liền, tay ga giữ, công tắc của nhân tay. Với tình trạng của con này em sẽ bán giá là 1.700.000 đồng nha các bác. Vâng, cái tum nó hơi chảy ra một tí do vận chuyển thôi các bác ạ. Đó, còn nhìn chung con này cũng rất ok nha các bác. Đó, và giá thành nó hợp lý. Ở cái phân khúc 1.700.000 đồng, một con Echo 26cc tum nhôm trục giật trợ lực bằng cót lớn nha. Đó, nó cũng là ở cái phân khúc cỡ trung bình thôi ạ, không phải đắt tiền đâu ạ. Xài cực kỳ bền. Dòng này cái nếu mà để cái nòng bám bê tông của nó này, nó còn bền hơn dòng Mitsu đấy ạ. Đó. Bơm xăng đóng nè. Đó, nó ò như vậy là nó xuống xăng rồi, mình phải bơm xăng lại, đóng nè lại nha các bác. Dòng trục chật chật lần về các bác cứ rất nhấc được cái dây này nó nổ thôi nha các bác. Vâng, con số i7 ngày hôm nay giá 1.700.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác ạ. Và tiếp tới con số i8, các bác thích một con hàng hệ, hàng tiêu chuẩn 26cc lòng 33 ly đến từ thương hiệu Mitsubishi nha các bác, với phiên bản chế GoPro 2 kim. Vâng, với những tình trạng con Mitsubishi này nó quái đều dập Mỹ, Japan dập nổi nha. Vâng, tình trạng con này thì đang là tum rơi, tum nhựa nha các bác, tay ga giữ. Vâng, những con màu vàng này đa phần dòng Mitsubishi sản xuất và do Ryobi phân phối nha. Đó, các bác lưu ý những con màu vàng này xài rất ok. Đó, và giá thành của con này hôm nay chỉ có giá 2.150.000 đồng nha. 2.150.000 đồng cho con số i8 Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly, không có điểm chê ạ, xuất sắc luôn. Với những phiên bản TL26 là có số 26 ở đây nha các bác. Đó, 26 ở đây này. Vâng, mới có tình trạng ghi đông của con này thì không phải vặn ốc nha, các bác vặn bằng tay luôn. Đó, các bác có thể vặn bằng tay luôn. Đó là xoáy ra xoáy vào, các bác có thể chỉnh bằng cái này luôn nha các bác. Vâng, con số i8 ngày hôm nay giá 2.150.000 đồng nha các bác. Vâng, i9 là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TU26. Vâng, hôm nay có mấy con mà TU có, TB có nha, TL có. Phiên bản 3 phiên bản khác nhau nha. Đây là một phiên bản xuất khẩu của dòng Mitsubishi TU26, 26cc lòng 33 ly. Với cái dòng TU này, đó, cái nòng hơi của nó là y chang nha. Chúng cái vỏ nó khác tí thôi, còn bộ ruột của nó là y chang TL26 ạ. Với tình trạng của con này thì đang sử dụng trục giật trợ lực có lò xo. Và phiên bản xuất khẩu thì nó có chữ dòng Mitsubishi nha và logo ba cái hình tam giác cái hình kia. Đó, chụp lại. Chế GoPro 1 kim. Tum rời tum nhôm nha các bác. Tình trạng con này là đang sử dụng tay ghi đông 1 ga đây. Vâng, tất cả đi nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 2.200.000 đồng cho một thương hiệu Mitsubishi đời TU. Đẹp xuất sắc nha các bác. Đi nguyên bản hết cho các bác. Các bác nào thích tay ghi đông đôi thì các bác có thể yêu cầu nha, nhắn tin yêu cầu. Đó, ghi đông 1 này thì nó gọn gàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn nha các bác. Nhưng mà để phát một con lực hơn ấy, ví dụ các bác mà muốn phát cây ngô chẳng hạn đó, hoặc là gặt lúa ạ, các bác sử dụng tay ghi đông đôi. Còn để mà cỏ lưa thưa đó, thấp tầm 30-40 phân đổ lại ạ, và các bác cứ để tay ghi đông 1 này xài cũng rất nhẹ nhàng, rất ok nha. Y9 2.200.000 đồng ạ.
Vâng, i9 giá 2.200.000 đồng ạ. i10 một con Mitsubishi TB26 nha, phiên bản TB. TB26, 26cc lòng 34 ly ạ. Cái phiên bản của TB này này, nó cao số nòng của nó ấy ạ. Nó cao hơn 1 ly so với TU và TL nha, mà công suất nó vẫn đạt được 26cc. Tua của cái thằng 26cc này nó nhanh hơn một chút nha, 26cc của đời TB này. Vâng, con này đang sử dụng chế Gomro 2 kim tum liền. Tay ga giữ công tắc luôn trên tay này. Đó, tất cả cái nguyên bản hết cho các bác, đầu bầu ngực chống quấn cỏ. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá 2 triệu nha các bác. Vâng, với tình trạng của những con đời TB này, em ở đang vẫn bật cái chế độ bán xả đấy các bác ạ. Tất cả các kênh khác không có kênh nào bán giá 2 triệu một con Mitsubishi đời TB hoặc TL đâu ạ. Chỉ có 2 triệu một con tum liền tum nhôm cho thương hiệu Mitsubishi TB26 con số i10 nha các bác. Giá 2 triệu ạ. Nếu các bác thích một con công suất 26cc nữa mà giá tiền phải chăng, các bác chọn được con số i11 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maru Giangma đời CBC 260A, 26cc lòng 34 ly phiên bản sắc lớn nha, 26cc sắc lớn đấy ạ. Nó nhìn còn nhỉnh, hai có Maru Giangma thường thường nó thiết kế nhỏ gọn nhưng mà nó có sắc lớn sắc nhỏ. Những con sắc lớn sắc nhỏ, cái con 26cc sắc lớn nó còn nặng hơn một con TL đấy ạ. Đó, đang sử dụng chế Gomro, chế một kim, tum rời tum nhôm nhá. Và con này còn rất đẹp, sáng sủa. Đó. Tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 1.950.000 đồng cho con số i11 ngày hôm nay nha. Maru Giangma 26cc lòng 34 ly ạ. Con số i11 1.950.000 đồng ạ. i12 đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly. Với những cái phiên bản này là phiên bản nâng cấp nha. Phiên bản 261 nó có mấy phiên bản đấy ạ? Phiên bản trục giật thường, chế thường. Đó, nâng cấp lên một tí. Trục giật thường, chế Gomro, chế le đỏ tự động 2 kim. Đó, với tình trạng con này thì đang là sử dụng tum rơi, tum nhôm. Đó, tình trạng cực kỳ đẹp luôn ạ. Tay ghi đông to, công tác luôn trên tay. Vâng, đầu bò ngược chống cuốn cỏ. Và với thương hiệu này, hôm nay em sẽ bán giá là 2.500.000 đồng cho con số i12 ngày hôm nay nha các bác. Mitsubishi TL261, 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, i12 2.500.000 đồng. Bác nào những thích những phiên bản 261 trục giật trợ lực le tay đỏ thì các bác đặt hàng trực tiếp nhá, tại vì những cái dòng đó thì em cũng không đăng nhiều đâu ạ. Đó, các bác đặt hàng trực tiếp em sẽ làm và gửi video cho các bác. Vâng, tiếp tới con số i13 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly và một con 33 xuất sắc nha. Phiên bản trục giật trợ lực chế le tay đỏ 2 kim. Phiên bản này rất khó tìm nha, TL33 thường đã khó rồi, cái phiên bản này càng khó hơn. Đi lên quanh nhà hôm nay đá được một con ạ. À, cái phiên bản này thì các bác đặt hàng không có đâu ạ, em xả lời luôn là không có đâu ạ, lâu lâu có một con thôi. Đó, với những cái con này thì đang sử dụng trục giật trợ lực chế Gomro 2 kim, tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Tum 3 bố côn 330, tum nhôm nha các bác. Vâng, các bác có thể nhìn đấy ạ, ít khi có con nào phát chuyên nghiệp máy lớn mà đẹp như vậy đấy ạ. Mỗi cái tum này em sơn lại thôi, còn toàn bộ cái này là sơn zin hết mà nó còn đẹp vậy nhá. Vâng, tay ghi đông của nó này, tay zin, tay to, giữ. Cái chân đá kia hơi xấu, tí nữa thay cắn đá cho bác. Đầu bò ngực chống quấn cỏ. Với thương hiệu này, em sẽ chém
3.500.000 đồng. Nói thật với các bác là gọi là chém vậy thôi, chứ còn em có chém vậy chứ chém 3.600.000 cũng có khách mua những con này đó, và em không nhận đặt hàng những con dòng này đâu nhá, nấu nâu có con thôi ạ. Vâng, cực kỳ đẹp luôn ạ, xuất sắc. Một phiên bản chụp giật trợ lực chế 2 kim ne đỏ tự động ạ, 33cc lòng 36 lít, ống cần 26 nha các bác. Với những cái phiên bản này, lốc máy cũng dập mít như Japan dập nổi nhá, để phân biệt hàng nhái hàng thật. Đó. Vâng, với những con này, bác nào kêu em bán đắt, vâng, cái này không phải bán đắt đâu mà chém đắt đấy ạ. Ở trên thị trường người ta bán 900.000 với lại 1.500.000 đầy đấy nha các bác. Đó. Các bác có thể đến đây các bác mua. Và em bán 3.500.000 đồng cơ ạ cho phiên bản Mitsubishi TL33 nha các bác. Con số Y13. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay, một con 4 thì nha, các bác không thích pha xăng nhớt thì các bác chọn lựa thương hiệu 4 thì, xăng riêng nhớt riêng, không phải pha nhớt ạ, xăng trắng. Với con đến từ thương hiệu Honda GX25, 25cc, lòng 35 ly. Vâng, con này thì xuất sắc nha, không có điểm chê. Tum rời, tum nhôm, tay ga hộp giữ, đầu bò chắn đá mới. Vâng, 2.750.000 đồng. Cho thương hiệu Honda GX25 con số Y14 ngày hôm nay, đẹp xuất sắc ạ. Với những thương hiệu này thì có dập nổi chữ Honda dập nổi, Honda GX25 dập nổi nha các bác. Và con này mà chê nữa thì cũng không có con nào đẹp hơn đâu ạ. Rồi, dập nổ. Vâng, 2.750.000 đồng cho thương hiệu Honda GX25 con số Y14 ngày hôm nay nha các bác. Tôi em vừa báo giá cho bà con nô máy 14 con. Em xin nhắc lại, giá em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Bác nào chưa chốt được con nào lúc này, chưa thích con nào hoặc là chốt chậm, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Bên em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.